này bắt đầu chín rồi nha. Chín rồi nè anh em. Chị xíu nha, kìa nước dừa. Ấy là 49 ngày thì bây giờ là dạ. Đã vàng rồi, có tin chị ơi. 49 ngày. Phải bán bông. Đến nay cũng đã lâu, anh giờ trong lòng quên chưa, đường xưa đó ta đã quen tình cờ. Ngày hôm qua đó ta nhìn thấy nhau, trời mưa gắng lâu ta ấp môi tình đầu. Rồi thời gian trôi qua mau, ta yêu nhau ngọt ngào. Kỷ niệm xưa lòng của em còn khắc sâu, nhiều đêm em khóc chỉ vì nhớ anh. Dù anh đã xa em bao tháng năm em đêm, trọn đời nơi con tim em yêu anh như ngày đầu. Dẫu cơn mưa tình yêu đã tan từ lâu, ngày hôm qua đó ta nhìn thấy nhau, trời mưa gắng lâu ta ấp môi tình đầu. Rồi thời gian trôi qua mau, ta yêu nhau ngọt ngào. Kỷ niệm xưa lòng của em còn khắc sâu, nhiều đêm em khóc chỉ vì nhớ anh. Dù anh đã quên em qua bao tháng năm em đêm, trọn đời nơi con tim em yêu anh như ngày đầu. Dẫu cơn mưa tình yêu đã tan từ lâu, dẫu cơn mưa tình yêu đã tan từ lâu. Được không anh em? Chàng có tay lớn. Dạ. Được không anh? Hay quá. Dạ. Chị vừa nấu ăn mà vừa tâm hồn ca hát rồi ha. Dạ. Chị Xuyến là chính là chị Xuyến ơi. Con ơi. Dạ. Mẹ. Chưa nó sắc xuống. Chính này được. Dạ, chưa sắc. Chở lấy từ từ. Chở từ từ nó sắc. Cho nó kẹo luôn. Dạ. Kẹo nước nó mới ngon á. Đúng rồi, kẹo được. Giờ mình đậy nắp lại đi ha. Đậy dây biết nào mới kẹo. Mở nắp vậy. Mở nắp vậy ha. Dạ. Nóng rồi nha. Thử hoài chưa? Thử kìa. Thử mẹ coi. Mẹ mới được con ơi. Thử rồi đây coi cho nó nêm vừa chưa. Đúng rồi. Nó đang nếm mà. Nếm mà. Móc giờ. Mà vừa nếm mà vừa tối nữa con. Nó chua cái mỏ kìa. Rồi nó nói ăn dữ mẹ nữa. Dạ. Ngon như. Ngon không đâu nha. Rồi tới Quyền coi, Quyền thử nha. Dạ, ngon không? Dạ. Rồi, tao Quyền thử ngon kìa. Đâu, da tay lên ngon rồi, da tay rồi, nghiền điện thoại. Rồi, ngon. Tao như con Quyền thử, nóng nó Quyền. Xíu ba đẻ nữa, tao phải tin ngừng. Như Quyền ngừng. Ngon quá bạn hả nha? Dạ. Quá ngon ha. Rồi, em đưa cho nó thử cho người lớn thử không? Dạ. Ngon. Ngon, 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 ngon. Ngon, ngon, ngon. Rồi, Như Mi gió coi, chào bà coi. Dạ. Rồi, tới Quyền thử đi con. Quyền thử cho con bà coi con. Rồi xong rồi. Rồi Quyền ngon không? Dạ. Nó lớn lên, dạ ngon. Dạ ngon. Rồi, chào bà đi rồi. À. Lại. Bẻ cho mỗi đứa cái đùi cho nó gặm luôn đi. Thôi, để tao sắc nước đi. Từ từ. Dạ. Dạ. Không có. Chín thì giá chín rồi đó. Dạ. Dạ. Bạn chắc là món chuột xé phai đó. Nó đòi ăn kìa. Chúc đi con, chúc đi, chúc chín mẹ cho. Chúc đi cho mẹ cũng hèn dữ lắm rồi đó. Chở lại gì chứ, chở qua chở lại. Chở cái này nãy giờ lâu rồi. Thèm quá kìa, nó liếm rồi. Nó lật xuống rồi. Tài rồi. Mẹ. Nó rồi gì đó. Làm mấy món mà mấy đứa nhỏ thèm mà. Mấy đứa nó gặp chuột các bạn. Rồi định chuột này định ăn cơm hay là làm dài lo lâu lúa mặt. Chắc nó làm hai lon nó mệt quá. Hai lon nó mệt ha. Dạ. Hai lon là mới xuất miệng thôi hả? Không, hai lon thôi được rồi, uống nhiều quá tới đô. À, dạ. Uống nhiều hồi nhảy nó hay chứ. Dạ. Mà. Dạ. Đó. Dạ. Mẹ nói. Rồi, cho mẹ nói hả? Ừ. Là sinh nhật của Thiến á. Dạ. Trời mưa quá, không mua bánh kem được. À. Dạ được anh ơi, trời mưa với mình ăn vậy được rồi. À. Cái chuột này hồi đó giờ anh có ăn chuột nấu anh chua bắp chuối chưa? Chuột nấu chua bắp chuối. À. Chưa. Vậy là chưa ăn ngon lắm trời. Có nấu mẹ. Tôm mẻ. Đúng rồi. Có. À. Tôi chưa có ăn nhưng mà tôi nghe người ta nói. Thấy. Vậy ha, là cái bắp chuối mình ta sắt ra cái ta lấy cơm mẻ ta nấu thành chua chuột á. Đúng rồi. Hồi đó giờ lần đầu tiên tôi cũng mới ăn một lần đó. Nghe nói là chuột số 2 rồi có. Thì chuột xé trộn rau găm đồ với chiên đồ ăn với xài sống rồi đó. Có rồi hả? Ờ à, có. Chuột chiên ăn. Chuột chiên cái ta chiên cái ta ăn với xài sống mình ta bằm ngay á.
mẹ. Mình không cũng có xài. Mẹ. Ừ. Bữa nào về học công thức cô đi kiếm thề này ra. Dạ. Ngon quá anh em ơi. Thề hết đi. Thề, thề nước dừa, dạ. Có để nước mắm gì không, nói lại đây. Có, cái công thức này nãy mình để muối với mà nước tương. Muối nước tương hả? Ờ. Cho nước mắm hả? Ờ. Dặn miếng muối nè, cháy đắng với gà ớt nước tương. Ừ. Có để đường không? Có. Tỏi không? Có. Mình hấp dẫn quá ha. Dạ. Hương thơm ngào ngạt ha. Con giả xem nữa, là mai mốt con giả thèm nữa. Dạ. Hai đứa con cũng ngon quá anh em ơi. Mấy đứa nhỏ cũng bị muỗng rồi nè. Dạ, chút xíu chút mẹ cho. Đợi lại ha. Ờ, đợi lại chứ. Đợi lại ha. Đợi lại chứ. Chị kè lâu cạn lắm. Dạ, dạ. Dạ. Ngon quá anh em ơi. Ngon, ngon, ngon. Dạ. Rồi, tặng tiếp nữa đi. Ngon rồi vậy. Ngon. Ngon hả? Dạ. Ngon không? Ngon. Ngon luôn hả? Chịu cưới tôi không đồng lai? Hả? Chịu cưới tôi không? Không được. Cái gì hả? Tại anh tới anh chị kìa. Được rồi ha, yếu mà được à. Chị em không có... Đúng rồi. Tại mình nói chơi, giỡn chơi cho vui thế khán giả. Trời mưa buồn quá, không biết làm gì giờ. Cái này mấy anh em đi tới mấy ngày luôn á. Dạ. Ngon quá. Quá ngon. Dạ. Ngon quá anh em ơi. Ngon, chút đi để cho nó vàng ha con. Ai nhất mà mình đi ruộng mình cắt lúa đó. Họ ra cái chuột nó chạy ông nội cả cánh đồng vàng. Nhớ bắt mình đi. Em mà đó em muốn bắt mình trong nhà ông cả cậu với ông ngoại đồ á, làm ruộng đó. Bắt. Thấy chụp hay lắm. Thấy chụp chuột hay lắm. Em đó vậy không biết bắt chuột. Em bắt cá nhỏ 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 đó, đi ruộng đi đồng đó. Ai mưa này nè, hát mưa này mà gặp ở ruộng đồng là cá nó trồi lên. Nó vô cái lóc trồi lên. Chị thì bắt lóc nhiều hơn. Còn ở ruộng nè, là ta đắp mô gì nè. Ừ, ta đắp mô nè, cá phóng vô mô á. Anh biết cái vụ đắp mô không? Đắp cái mô tròn tròn vậy nè, cá tự nó vô à. Gì hả vậy? Ờ, ở ruộng á. Đắp mô, đắp xịn lắm hả? Đắp cái lạnh, anh làm cho nó có một cái lỗ tròn quay gì nè ha. Cái đầu xịn á, ta đắp lên đó, nó tự nhiên cái lóc nó vô phóng vô. Ngộ lắm. Nhất là cái lóc phóng nhiều. Không biết. Ờ, cái lóc nó phóng vô cái đó nhiều hơn. Hơn cái vô. Biết sao em biết không, mà đó ngoại đó, cũng làm đó, thấy cũng đem cá gì nhiều đó, mình mới biết. Để bên đứa hèo rồi đó. Ngon quá anh em, sắc nước từ từ nè. Đúng rồi, sắc thì nó quén rồi á, làm nó ngon. Ừ, thì nó sắc, càng sắc rồi nè, nó càng sắc rồi đó. Ngon. Ngon quá anh em ơi. Ngon. Này chắc hết sảy câu bà bảy quá. Dạ. Cái gì đây? Nó bọn ăn cơm luôn nè. Ngồi chiên cơm luôn, ăn với chuột chiên ngon á. Cơm chiên á, chuột chiên ăn ngon. Dạ. Rồi, giấc này bắt đầu chín rồi nè. Chín rồi nè anh em. Chị xíu kìa nước dừa, ừ, 7, 49 ngày thì bây giờ là... Dạ. Đã vàng rồi, chị ơi. 49 ngày. Phải, 49. Đó, anh em ơi, ngon quá anh em ơi. Rồi, chín rồi. Dạ. Bắt lửa ha. Bắt lửa đây. Nhét xuống được rồi chị Chiến ơi, chín rồi đó. Rồi, nhét xuống đi. Nhét xuống đi, nhét xuống đi. Bắt lửa nha. Rồi. Rồi giờ mình vắt cái dĩa anh em. Ừ, chút dĩa đi. Nè. Chị đảo mấy con chuột cho nó dính cái đó vô. Đảo lộn qua lộn lại. Dạ. Trở về, trở về. Cái này nó thơm nè. Đúng rồi, trở về lại. Nó thu luôn, để cho nó thu. Để nó gáo hồi thì nó gắp xuống. Ờ, nó nghe nó thơm mùi nước dừa quá ta. Đúng rồi. Rồi, bắt đầu gắp vô thử ơi. Ăn thử ơi, cho khán giả coi ngon không. Từ từ, ngon lắm nè khán giả nè. Đó, ngon quá nha.
Ừ. Đó. Trang trí rồi hoàn toàn nha. Dạ. Đây là món đặc sản đồng quê của chị Xíu nha. Ngon quá khán giả ơi. Chuột khè nước tương. Em ăn cái này xem nhớ cha em. Nhớ cha hả? Rồi lấy hết cái gì chú luôn đi. Ừ. Lấy cái nồi đồ nhắc đâu. Khoan khoan khoan, từ từ lấy cái mút này à. Đó mà để cơm nha. Đúng rồi. Dạ. Là nấu cơm lắm nè. Dạ. Trộn vô trộn cơm đi. Cái này trộn cơm vô chảo này ngon lắm á. Nói gì mà cái chảo đó trộn ăn nhức mắt đó rồi. Nè. Nè. Để cái khác cho mình. Để cái khác cho mình á. Rồi chụp hình đó ơi. Rồi ăn thử rồi. Còn nóng lắm. Nóng rồi tạo đi. Thiếu ăn à, nóng quá à. Mình phải ăn thử mình cho khán giả tao biết chứ. Dạ, thì ăn thử mà còn nóng. Nó còn đang nóng á. Dọn đi. Nè. Rồi em chào khán giả trong nước ngoài mưa nước ha. Em mời khán giả ăn thịt chuột uống bia với em. Bữa nay là ông ai cũng có cái tâm sự buồn đó. Thì nhà ông anh không cho hay lỡ rồi buồn ăn mấy con chuột rồi uống bia giải sầu luôn. Chứ phải thất tình ăn chuột hả? Dạ mời anh chị em mình ăn với mình ha. Rồi. Dạ. Nó hai đứa con đang chờ đợi nè nha. Đâu cái đằng đi. Dạ. Nè. Dạ. Đâu có gì đâu, lấy tô con. Lấy tô ăn hả? Con lấy tô ăn nha, cho con nha. Nè. Ừ, đứa con đứa nữa con, nè, ăn hết không? Không có hết. Một con sẽ ăn nổi. Đây mẹ xé ra cho đây, mẹ xé ra cho. Mười con như con nha. Còn nóng đó nha. Dạ. Ừ. Nè. Ừ, còn nóng đó. Quyện ăn hết không nha. Còn nóng hết sức nè khán giả. Ừ. Còn nóng hỏi nè. Ừ. Nè, trời. Quyền thì không khi nào nó ăn chung với chị Xíu nha. Dạ, yeah, đừng chay gì là cái giấy nè, con giấy nè, con lao pha. Đó, chỉ có bé Như à. Như mà vô chổng nữa nó không khỏe nữa đó. Ờ, vô chổng ăn luôn đi Như. Còn nóng lắm. Thôi. Ngồi với mẹ đi, nó ngồi cái chị không mà thôi. Dạ, mời khán giả ăn với em ha. Ừ. Dạ. Rồi Như mời ông bà lúc đi con. Đâu cầm được không? Đây em ui thử cái cái ui đùi chuột là ui đùi chuột là ăn cái đùi chuột. Không phải. Nó lái lại á. Ăn cái đùi là ui cái đằng. À. Có chữ chuột nữa. Ừ. Em mời khán giả anh chị em trong nước và nước ăn chuột thì nước dừa với em nha. Ừ. Dạ. Rồi hấp được không? Được không? Yêu không? Yêu. Chịu ăn không? Ừ. Ngon chị xét. Ừ. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Quá tuyệt vời hả? Dạ. Ngon quá khán giả. Muốn chết rồi. Ngon. Sáng được anh trai tặng gần 2 kg chuột nha. Dạ. Quá ngon anh em ơi. Đây là chuột đồng nè, miền Tây nha quý vị. Dạ. Chị Xíu nằm ở miền Tây luôn á. Chuột bắt mì đồng đàng hoàng luôn. Dạ. Rồi những chuột bự chà bá luôn. Dạ. Ngon nè. Ngon dữ lắm à. Dạ. Chị Xíu ăn sáng đó. Ăn sáng nha. Ăn sáng hay là chị Xíu? Ăn sáng mà. Ăn sáng á. Ăn sáng ba con chuột. Ăn sáng tráng miệng ha. Ăn sáng với súc miệng mình nước. Tô mì à, sáng rồi hết tô mì à. Ăn tô mì rồi hả? Ăn tô mì xong rồi không đủ rồi, quất thêm con ba con chuột nữa ha. Dạ. Ngon quá anh em à. Ngon ha. Dạ. Đó. Có một chị gái nói chị nhìn chị Xíu ăn mà thèm. Ừ. Thấy chị Xíu ăn món gì cũng ngon hết. Thì chị chia sẻ luôn đi chị Xíu. Dạ, mời em gái ăn với chị em gái thôi. Ừ. Chúc ngày mới phát tài ha. Rồi. Ừ, dặn sự nhí tiền vàng vô các ký. Rồi chị gái cũng nói dạ cảm ơn chị. Dạ. Chị ngày mới luôn vui vẻ. Dạ. Chúc chị ăn nhiều. Ăn chữ này là ăn 2 kg, mình chỉ sang 4 kg. Dạ. Nè, ngon quá anh em ơi. Trời ơi. Ngon không Quyền con? Ngon ha, sao con không mời ông bà cô chú ăn? Mời đi con. Mà ăn bà cô chú ăn với con. Mời cái đi rồi hai ăn tiếp. Mời đi con. Mời ăn mẹ đưa giấy cho. Mời ông bà cô chú ăn. Ngoan quá. Ngoan quá Quyền. Ngoan rồi nè. Rồi mình vô miếng lúa mạch đi chị Xíu. Dạ. Quá chị hấp dẫn này cô chị ơi. Thôi giờ mời khán giả vô miếng lúa mạch với em ha. Dạ. Xíu xíu
mặt nha. Mày mới đâu rồi? Kỹ nha. Ngon quá anh em ơi. Chút kìa, sức khỏe mừng lúa mệt. Dạ. Hết sức ngon anh em ơi. Có ai sướng bằng chỉ xíu mình ta. Dạ. Ừ, cái ghế. Có tiền chứ cuộc sống thì nó dạ. Vui vẻ ha. Dạ. Còn ít thì nhiều, có nghèo mình thành nghèo, ít mình thành ít. Ủa, mẹ con ghế gì vậy? Ừ, rồi qua đó rồi, hết rồi. Chiếc đó là tiền thì quả cỡ rồi không con? Thầy xin. Dạ. Tiền không có thiếu, nhiều cũng dạ. Có. Dạ. Ngon quá anh em ơi. Chiếc ăn thấy thèm thì. Dạ. Tôi cần bỏ vô hũ được. Này mà mấy ông nhậu mà gặp chiếc ăn này chịu nổi hả? Chịu nổi đâu, đâu. Dạ. Mấy ông dạ, mấy ông nhậu không dám mời Chiến vô nữa. Đúng rồi. Phá mồi quá, chịu nổi. Tại vì mấy ông nhậu còn làm có chưa được con nữa. Dạ. Vô phá mồi chịu nổi. Công nhận màu đẹp như xíu. Dạ. Màu chuột kìa đẹp thiệt. Em biết sao được màu gì không? Sao chị? Cái nước dừa ra. Ừ. Ừ. Ra ăn chuột nè. Cầm nguyên con luôn. Ừ. Đó, có. Dạ. Nguyên con nó bọc ớt để chổng không mất tiêu bọc ớt kìa. Nó thèm ớt phải không? Ừ. Có ớt mà không có bọc ớt rồi đâu mất tiêu rồi. Đó bỏ để trong ngăn đá hả? Để trong đó làm sao mà đâu mất tiêu mất. Ừ. Ừ. Ôi nhai rau. Ngon quá anh em ơi. Ngon quá gan. Dạ. Ừ, mẹ xét ra. Mẹ lấy cái rồi nè. Như khán giả thấy không, em ăn là nó lại nó ăn như với em đó. Ăn giống giống anh rể này đó. Dạ. Đây là bé Quyền nè. Bé Quyền ăn riêng một con nha. Ôi chết, Quyền chết cũng học. Quyền thì bên đây là... Chúc đi dính điện thoại á. Chúc đi đừng có quẹt điện thoại, chúc dính điện thoại. Này mẹ cho đường nè. Nó ra nó ăn chung với chị Xí nhiều hơn lúc trước nha. Dạ. Dạ. Cho ông Như. Mày cầm nguyên đồ cầm không? Dạ. Ngon không? Chúc đi hai chơi. Như. Mẹ làm ngon không? Dạ. Cái bột ăn. Ừ. Ngon quá anh em ơi. Mẹ nó là làm nó number one luôn. Quá trời ngon à. Rau ngon hả? Nó ngon mà cái nước dừa ra ngọt á. Biết thấy đang rau nó ngon quá ngon. Dạ. Rồi rồi ăn, ăn muối được ngọt cho múc lặn muỗng nè. Nó ngon mặn lắm. Mất tài chứ. Ngon quá ngon. Rồi vô nước nó lúa mạnh. Dạ. Quá hấp dẫn rồi. Chiếc ăn cái gì cũng mạnh, ăn muối, ăn nước máu gì cũng mạnh. Dạ. Ngon quá anh em ơi. Em ăn mà chắc anh em giờ anh em thèm quá. Thèm khán giả không gài là coi là không bỏ sót lớp nào luôn đó. Vậy đó hả? Ừ. Múc banh đi vườn. Dạ. Xíng là hiện tượng. Khán giả nói vừa không thấy chị ăn sầu riêng là người ta vừa coi xong cái clip là ta chạy ra ta mua đi mua ăn liền đó. Dạ hả? Ừ, tôi thèm cái đó đó. Dạ. Thấy chị ăn ngon. Thấy chị ăn ngon quá trời luôn á. Cái này chắc là về mua 5 cái chuột làm thì ăn theo chị Xíng. Ừ, ngọt cái sức, ngọt quá sao. Không bớt à. Như cái này ăn giống như hủ rồi đó. Như ăn giống cái này treo treo hủ. Ừ, chiếc này không bỏ sót gì luôn. Ngay xương luôn. Ngay kiểu kiểu không? Xương hay cứng? Xương cứng nha. Xương chuột hay cứng, không phải chuột kia. Chuột còn nhỏ xíu á, mềm này chuột này nó hay, hay cứng á. Chị xiến là múc banh biệt dừa luôn em ơi. Dạ. Ăn được lắm, giả em ăn. Anh ăn cho đồ găm luôn hả chị xiến? Dạ. Rồi tính ra anh đó tốt chứ ta. Dạ. Xiến là ăn là không ngưng tay luôn trời. Quá. Ừ, quá ngon. Trời ơi. Đó. Ừ, ngon dữ à. Quá thì hấp dẫn rồi chị Xiến ơi. Ngon quá anh em ơi. Nó ra ăn chuột mà. Ừ. Rồi, mình đang xong cái này còn ăn gì nữa không? Nhiều món lắm anh ơi. Nhiều lắm hả? Nhiều lắm ha. Để chút xíu nấu thêm. Trong tủ lạnh còn ỏi, xài, khóm. Chị Xiến là ăn liên tục luôn nha, ăn xong dạ. Chút xíu là ăn khác nữa liền. Chút nữa chắc lấy ỏi rồi khóm với xài ăn nữa quá. Khóm nữa hả? Có khóm. Uống trà sữa luôn không? Ừ. Uống trà sữa luôn hả? Uống luôn. Uống luôn hả? Dạ. Ngon quá anh em ơi. Quá thì hấp dẫn rồi. Dạ. Quá ngon. Cái nước nó sao ngọt ngon hết sức. Ngọt nước.
Chắc bưng cái dĩa lên. Ừ, sao con hết hả? Ừ. À, không chịu xé cho nó đó. Con ăn con đừng có bấm vô điện thoại ha. Chút nữa hả bấm. Tại vì cái tay á. Ừ, xong rồi mẹ lấy giấy. Cũng ngồi sát mẹ cho nó. Rồi cạp ăn. Rồi. Mẹ ăn bên đây còn con ăn bên đây. Đó. Dạ. Phải quyền nữa nè. Đó, phải quyền ăn cần hết con này nha. Dạ. Ừ. Con không quyền. Dạ ngon con. Ừ, như là đó. Ừ, đó. Ừ, thấy không? Bị xí là số hưởng ngồi nhà cũng có dạ. Con nữa ta đi nghe cho chuột. Chị dạ. Xí hình như hai cháu cũng thích ăn chuột chứ phải không chị? Hết. Có ngày mà đặc sản của nó không? Dạ. Em thấy nó ăn nhiều quá chứ con quyền thường thịt đâu ăn đâu. Hồi đó tôi mua chuột về chiên xả á. Ừ, chiên xả cho con ăn cơm á. Lấy khăn chuột miếng định đứng rồi. Có lần là chị chiên xù không chứ? Không, chiên xả mà. Chiên xả mà. Ừ. Nhưng mà ăn canh chua đó, cải vụ ăn canh chua đó. Cái nào làm chuột nướng đi. Dạ. Nó canh chua bắp chuối với cầm mẻ đó, chuột á. Mà anh em vô lúa mạch ha. Rồi vô. Dạ. Mà anh Tấn kìa. Vô anh Tấn ha. Rồi. Vô. Cảm ơn. Dạ. Happy birthday ha. Dạ. Chúc mừng sinh nhật nha. Dạ. Tuy không có bánh kem nhưng mà cũng vẫn vui. Vậy sẵn hát bài chúc mừng sinh nhật cũng đi. Rồi hát luôn đi chứ. Ngon quá anh em ơi. Rồi tập trung ăn đi, hát cái gì. Dạ. Đang ăn mà kêu hát rồi. Đang ăn mà kêu hát rồi sao hát được. Dạ. Chút xíu đây xíu hát. Quá ngon anh em ơi. Hết hai lon rồi đó. Dạ còn lon đây nè. Quá ngon à. Dạ còn lon. Dạ. Đấy hãy cho tới luôn lỡ mưa rồi. Dạ. Mưa rồi, làm mưa. Đi. Đó. Mưa mà ăn uống gì thấy hạnh phúc nha em ta. Hạnh phúc ha. Hạnh phúc ha. Dạ. Quá hạnh phúc ha. Dạ. Không mà xấu chị sướng nha, chị xiến sướng thiệt. Dạ. Cầm nguyên con đi, quất đi dữ. Dạ. Chị nữa. Xé gì nữa. Xé con Như á. Nó có rồi. Như đang ăn kìa. Ngon quá anh em ơi. Chị đã chia phần hết rồi. Dạ. Ừ. Nhai dữ rồi. Dạ. Còn xíu nhẹ dưa leo nè. Con Quyền không thấy ăn dưa leo, không cho con nào Quyền. Nó ăn dưa leo sống không nào. Còn xíu nhẹ dưa leo nè. Canh không ăn, mà ăn dưa leo sống với mồng tơ rồi đó, ăn cái món nó có nhiều đó đó. Thịt cá không có gì không ăn nữa. Dạ. Ừ. Ừ, nè. Đó. Nguyên con cắn cái gậy. Ừ. Quá ngon à. Quá rồi. Ngon quá anh em ơi. Quá trời hấp dẫn rồi cô chú anh chị ơi. Dạ. Ủa, thịt có mềm ha, thơm ha. Thơm lắm. Thơm mà ngọt nữa hả chị? Dạ, gì con? Nước hả? Ừ, nước trong gì trong đó. Rửa tay không? Ừ. Cái đồ này, cái đồ có thật rồi. Con em ăn uống gì mà ăn với em. Ừ.